Xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Và phiên bán hàng cuối tuần của ngày hôm nay, đầu tiên hai bố con xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác yêu lan trong ngày nghỉ cuối tuần, thật là sức khỏe và nhiều niềm vui. Và đầu like của ngày bán hàng hôm nay thì em lên cho các bác những cái giò đen lô xuân. Đầu tiên là những cái giò đen lô xuân hồng cánh sen hoa nở Tết nhá. Và các bác ơi, đây là thời điểm để cho các bác kích hoa Tết rồi, nên các bác có thể phun duy xanh. Phun duy xanh bắt đầu từ thời điểm này, các bác cây thắt ngọn hết rồi, các bác có thể phun kích hoa cho em nhé. Phun 2 lần duy xanh, mỗi lần cách nhau 5 ngày. 1ml duy xanh trên 1 lít nước các bác phun đều cho em, phun 2 lần. Và đây những giò đen lô xuân em đã thay chậu như này, lên mầm rất đẹp các bác nhìn. Sản phẩm đã thay chậu như này, cây cối chất lượng như này các bác. Đây là đen lô xuân hồng cánh sen nhé, các bác nhìn mầm lên này, phần bón đầy đủ. Các bác này, khi các bác thay những chậu, các bác mua những chậu đen lô xuân về, thường nhà vườn trồng vào những chậu bé. Do vậy các bác cứ thêm cách nhất thôi, ngâm vào vôi cho em. Ngâm vào nước vôi trong, đặt vào chậu này, dùng vỏ thông nhỏ các bác nhé. Đây là vỏ thông xay nhỏ các bác này. Các bác cho em vào rắc, phân tan chậm vòng quanh, thế là ok, các bác tưới nước cho em như đây. Các bác nhìn, lên cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt các bác phun phòng sên luôn cho em, sên nó ăn dễ này, cái dễ nó ra, sên phòng mầm non nó ra, các bác sên nó ra này. Đen lô xuân số E26 có giá 280.000, chậu rất chất lượng, chất đẹp, giá cả cực kỳ hợp. À, cái chậu này nó có một cái cây này, em quá trình em thay chậu đây, em nhấc ra nó mắc vào cái móc, nó gãy ngọn nhé các bác nhé. 280.000 chậu này, chậu này cực đẹp luôn các bác nhìn, mầm này dễ này các bác nhìn, đang lên mầm rất nhiều, cực kỳ chất lượng, dài hơn, vượt hơn cả móc. Đen lô xuân E27 300.000, chất lượng các bác. Những giò đen lô xuân này cực kỳ đẹp, chất lượng, 270.000. Đen lô xuân số 25 E25. Đen lô xuân E25, đây cũng là một cái dòng đen lô xuân, đen lô xuân hồng cánh sen này, các bác nhìn này. Đấy, em phun vừa này, vẫn còn thuốc sên bám ở đây. Phải phun thuốc sên đấy bác ạ. Nhớ nhá, chơi những cái dòng này là mầm non lên là sên rất hay ăn. 280.000 E25. Vâng, còn hai chậu đen lô úp bên này. Vâng, đây là một chậu kèn Lai Châu nguyên bản của rừng Lai Châu các bác nhé. Đây là ba thân, một thân này, hai thân này. Thân này dài tầm 1, 2, 3, 4, 90 cm, mặt hoa tím đậm, đã nở tại vườn năm ngoái, bảo hành chuẩn các bác. Kèn nguyên bản rừng Lai Châu, mặt hoa tím đậm, vẫn còn cả cây chồn con ở đây. Một cái cây rừng em đặt vào đây vẫn còn cả cây chồn con. 800.000 E32 800k, cực kỳ hợp lý. Cây này ra hoa này, các bác nhìn bắt đầu sưng này, các bác nhìn nhá. Và cũng các bác cũng lưu ý này, bắt đầu cây kèn bắt đầu lên mầm gốc, do vậy các bác phải phun. Em đây, đây em phun rồi, vẫn còn dính thuốc đây. Em vừa phun cách đây một tuần, nhưng các bác phải thường xuyên soi sên mầm gốc. Kèn là sên cực kỳ thích. E32 800.000. Đen tô úc mắt đen. Đây là một, đây một đèn, đây các bác nhìn này, đen rô úc mắt đen này. Đây một dòng đen rô úc mắt đen, các bác nhìn mầm nó lên đấy. Các bác em thay này, em nhấc lên như này, nhấc cái chậu thay này, đây rễ đã bám ra đây rồi, các bác yên tâm nhé, đừng cắt bỏ đi. Bác đặt rễ, rễ nó lại phát triển, thay vào cái chậu to hơn thôi. Vỏ thông đây các bác, vỏ thông nhỏ. 250-60.000 E30 đen rô úc mắt đen. Đen rô úc mắt đen E34. Đây là E34. 250.000 chậu đen đỗ úc mắt đen này, các bác nhìn mầm này. Sướng không? Cái này nó thân hoa đây. Đấy, đã thay chậu cho các bác yên tâm nhá. Về chỉ việc tưới nước. Đấy, 250.000 E34 đen đỗ úc mắt đen. Đây là một giò thập hoa trắng tinh nhá. Trắng tinh không một tí gợn nào luôn. Đây là dòng đột biến của thập hoa, có một thân này, 2, 3, 4, 5 thân. 5 thân hoa, cái thân này năm ngoái chuẩn hoa đã ra rồi. Đây là một giò thập hoa trắng tinh có giá 450.000 E28. Thập hoa trắng tinh E28 450.000. Đây là một giò thập hoa, thập hoa hoa tím nhá, hoa tím hồng, có giá 250.000 thập hoa 35 E35. Đây các bác nhìn, đây là một giò thập hoa nhá. Kia là một giò thập hoa trắng, còn đây là một giò thập hoa tím hồng.
Đấy, mặt hoa thập hoa thì nó hơi tím hồng, có cái nó hơi phớt hồng. Nó cũng rất nhiều mặt hoa. 250.000 giò thập hoa E35. Sơn Thủy Tiên M16 380.000. Đây là một giò Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên những cái dòng trồng chậu này này, em toàn ghép một dề vào thôi. Em chọn những cái dề em ghép vào đây, các bác nhìn này, nguyên một dề, gần như không có thân thân già. Đấy đã thuần, dễ cực kỳ khỏe luôn các bác nhìn. Cực kỳ khỏe luôn, phân bón đầy đủ rồi. Có giá 380.000. Các bác nhìn chất lượng không? Cái giò Sơn Thủy Tiên em trồng này. Cực kỳ chất lượng luôn, 380.000 E16. Sơn Thủy Tiên. Số 18 360.000. Sơn Thủy Tiên số 2E3E28 cũng có giá 380.000. Đây các bác nhìn này. Đây. Cho các bác xem nhé. Nó là một dề. Một dề là em bảo một dề nhé. Đấy. Toàn thân tơ hết. Các bác nhìn chất lượng không? Treo những cái giò này lên cũng rất chất lượng. Đợi mùa hoa tháng 4 rồi. Cũng sắp đến mùa hoa rồi. Các bác nhìn chuẩn bị cây nhé. Cây cối mùa này nhiều bác cứ điện hỏi em tại sao cây mùa này nó cũng xuống lá. Thực ra những cái dòng đơn thân ấy, nó xuống lá thì các bác còn lo. Bởi vì nó thiếu, một là thiếu ẩm, hai là thiếu chất dinh dưỡng, thiếu kali bởi vì nó chuẩn bị rau hoa, những cái dòng đơn thân ấy. Còn những cái dòng hoàng thảo như thế này, các bác yên tâm xuống lá để hoa, không một vấn đề gì, các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác nhìn, cứ yên tâm, mùa này là cái dòng hoàng thảo nó xuống lá, một vài lá vàng không sao cả. 380.000 E28. Đây là một giò. Đây nha các bác nhìn này, kể cả hoàng phi hạt em thay chậu rồi các bác nhỉ. Đấy, cái giò hoàng phi hạt như thế này có giá 280.000 E29. 280.000. À đâu, 260.000. 260.000. 260.000 hoàng phi hạt E29. E29 260.000 hoàng phi hạt. Sơn Thủy Tiên học đen. Và đây là một sản phẩm mà cũng là Sơn Thủy Tiên, nhưng đây nó là một Sơn Thủy Tiên họng đen nhé, bảo hành chuẩn cho các bác là mặt hoa Sơn Thủy Tiên họng đen. Đấy, đây là những dề em tách ra từ giò mẹ. Đấy, mặt hoa đã nở tại vườn. 760.000 Sơn Thủy Tiên E01. 760.000. Đấy, họng đen dành cho các bác sưu tầm nhé. Giá nó cao nên là dành cho các bác sưu tầm. Đây, từ từ hố lên trồn nhé. Và hôm nay em có các sản phẩm trồn Lai Châu rất đẹp, thuần cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn những cái giò trồn em ghép trên cái gỗ này, đặc sản của rừng Lai Châu này. Đấy, các bác nhìn nhá, trồn cực đẹp luôn. Đấy, 3, 6, 9, 12 cây 3, E36, 300.000, trồn Lai Châu, 300.000. Trồn trồn Lai Châu tiếp theo, toàn bộ là ghép gỗ với ghép lũa nhá. Các bác về này, riêng cái dòng ghép gỗ này, cây có thể nó phát triển chậm hơn, nhưng các bác yên tâm về sên, về sâu bọ các thứ thì nó không bị thối hoặc tích nước thối. Các bác chỉ buộc phân dê vào đây, các bác tưới ẩm cho em, thế là ok. Bộ rễ thì thuần này, E35 280.000. Các bác nhìn bộ rễ này. Đấy, 280.000 E35. E37 là một giò trồn ghép lũa như thế này, 3.000. E37 350.000. Cây trồn này rất to, 1-2-3 cây to trên 3 cây bé, 350.000 E37. Tiếp theo mình đấy. Tiếp theo em lên đây, các bác nhìn cái giò trồn em ghép này. Em quay xa các bác xem nhá. Đấy, cây cối thì chất lượng, bộ rễ này. Các bác yên tâm. E33 300.000. 300.000 cho một cái giò trồn Lai Châu E33 này. Đấy. Trồn Lai Châu E34 350.000. Trồn Lai Châu E34 350.000. Đây các bác nhìn. Bộ rễ khỏe mạnh. Đấy, cây cối em bán ra là bao giờ nó cũng khỏe. Từ từ coi. Để lấy khẩu khác. Bên giò trâu này. Các bác này, em vẫn còn có những cái trụ Lai Châu xếp đẹp búp sen như thế này. Một trụ là 3 cây. Các bác về chỉ việc đặt vào chậu thôi nhá.
các bác về chỉ được mua chậu gỗ đặt vào chậu thôi. Các bác phun gồ hôi thì em đã ngâm một lần rồi, tuy nhiên các bác tiếp tục phun bởi vì cái này là em cắt ra từ trụ nên có những cái rễ nó bị hỏng, nhưng mà không sao với các bác ạ. Riêng những dòng đơn thân này, rễ gió này các bác yên tâm, các bác về cứ phun Antonic B1 và Superthai cho em. Đây, tất cả những cái này là nách của nó đều có hoa hết rồi. Châu rừng nhá, châu rừng thuần trụ nhá các bác nhá. Châu ba cây châu rừng thuần trụ em vừa phun thuốc sên và vừa phân phun phân 20-20 cộng với siêu lân để nó kích thích hoa nó to khỏe, cây lá nó không bị xuống lá. Em vừa phun xong và vậy phun cả thuốc sên nữa nên là các bác yên tâm. Đấy, các bác tiếp tục 02E02 680.000, ba cây đai châu búp sen như thế này đấy, 680.000. các bác thực sự giá giá nó rất là hợp lý rồi. Chơi châu thì các bác biết rồi, đai châu ba cây này rất đẹp này, các bác nhìn này, trụ ba cây này cực kỳ đẹp đấy, toàn hàng xếp rụt bản lá to này các bác nhé. Đây này, cái rễ cắt ra này, quá trình cắt ra này các bác này, các bác về các bác cầm cái kéo tỉa đi, không thì mấy hôm nữa em tỉa em cho vào chậu này. Đây, những cái đầu rễ này không sao hết, các bác cứ cắt đi cho em, phun vôi vào cho em, không bao giờ vấn đề gì cả, các bác cứ yên tâm, cây không bao giờ việc gì hết. Đấy, E bao nhiêu đây, E04 có giá 660.000, 660.000. Thôi được rồi, 20. Tiếp theo em vẫn có cái sản phẩm đó là vôi, bảng hoàng thảo vôi nhá. Những cái bảng hoàng thảo vôi dài như thế này, đẹp như thế này, 1, 2, 3, 70 cm, hơn 70 cm. Hoàng thảo vôi, những bảng vôi đây, các bác nhìn hiện tượng xuống lá này, các bác yên tâm, đây là xuống lá một cách tự nhiên để ra hoa nhá. Những cái dòng này bao nhiêu đây, E12 có giá 380k, E12 380k. Hoàng thảo vôi E12, hoàng thảo vôi E11, hoàng thảo vôi E11 300k. Đây các bác nhìn như này, thì sang mùa tới các bác có thể đặt vào cái miếng dớn nó to hơn, hoặc là cái trụ gỗ nó, cái bỉa gỗ nó to hơn, phân bón thì đầy đủ đây rồi. 300k E11 300k. Đây, đây một bảng con bảng hoàng thảo vôi nữa mà. Hoàng thảo vôi E7 460.000. Vỏ này cực kỳ đẹp đây. Vôi là một trong những mặt hoa rất nhiều bác thích. Vôi E7 460.000. 460.000 vôi E. Đây các bác nhìn nhá. Đấy. Tiếp theo lên cho các bác nhìn nhỉ. Đây này, các bác nhìn này, em có một cái tác phẩm, em ghép rất nhiều tác phẩm kiều. Đang bây giờ em ghép nhé, được 3 tuần rồi, nhưng mà cây đang bắn rễ thôi. Cây bắt đầu đang bắn rễ thôi các bác ạ. Cây bắt đầu đang bắn rễ đây. Tác phẩm kiều như thế này. Đấy, tác phẩm kiều như thế này, thuyền hoa. Ý tưởng em là ghép toàn bộ cây đẹp như thế này. Đấy, có giá 550.000. E41 550.000, tác phẩm kiều. E41 550.000. Đấy các bác nhìn, lũ đẹp chưa? Đấy, chất lượng nhá. Dành cho bác nào mà thích thuần phục nó, đang chuẩn bị bán dê đó nhá. Vâng, đây các bác, em vẫn còn những cái sản phẩm mà tác phẩm như thế này. Các bác có thể nhìn những cái tác phẩm mà Kim Điệp Xuân, và mùa này bắt đầu các bác phun kích hoa cho em nhá, phun duy xanh cho em nhá, là về là hoa Tết các bác nhá. 750.000. E bao nhiêu đây? E9 750.000. Kim Điệp Xuân, tác phẩm E9 750.000.
Đây. Tim Điệp Xuân tác phẩm tiếp theo. E bao nhiêu đây? Tính nữa còn nó hẳn. E10 cũng 750.000. E10 750.000. Các bác nhìn rất đẹp. Đẹp từ cách kép đến cái móc trở đi. 750.000. Tiếp theo, đây này các bác này. Em vẫn còn có những cái sản phẩm Denru tím xuân này. Đấy, nhưng mà em chưa thay chậu. Chậu nó nhỏ như thế này rồi, giá 280.000 một chậu như thế này. Em vẫn còn 1 2 3 4 8 chậu Denru tím. Denru xuân tím nhá. Dòng nó đắt tiền hơn. Đấy, chậu nó như thế này là 280.000 một chậu. Và bác nào cần thay chậu thì em thay chậu cho, không tính tiền chậu, không tính tiền móc, không tính tiền vỏ thông. 280.000 bởi đằng nào em cũng thay chậu để cho cây phát triển. Em còn 8 chậu nha, các bác nào có đặt Denru tím là em là nhắn tin cho em. Vâng. Và em vẫn còn cái sản phẩm như thế này. Một cái sản phẩm. Đây. Em có sản phẩm đó là hạc vĩ trắng trắng tinh. Hạc vĩ trắng tinh rừng Lai Châu như thế này. Hạc vĩ trắng tinh vẫn còn 3 giò. Thì 100.000 một thân. Ví dụ như giò này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 thân này nếu bác nào lấy, em lấy bác giá 1 triệu nhé. Đúng ra là 100.000 một thân. Nhưng 11 thân như này em lấy bác 1 triệu. Đấy là giá rất hữu nghị rồi. Hạc vĩ trắng tinh nhé. Chậu và có cả chậu. Đây những chậu ít thân hơn đó. Những chậu tầm độ như chậu này nó ngắn. Xấu thôi. Những chậu này các bác. Đây những chậu như này. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân. Sân này ngắn tính năm thân thôi. Đây những chậu năm thân như thế này. Giá 500.000 các bác nhé. Cực kỳ đẹp như thế này. Hạc vĩ trắng tinh Lai Châu nha các bác nhé. Vâng. Video bán hàng của ngày cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Rất mong các bác ủng hộ hai bố con để mong là để hai bố con tiếp tục, bởi vì do tính chất công việc là chỉ cuối tuần chúng em mới lên được video bán hàng cho các bác. Rất mong các bác thông cảm, rất mong các bác ủng hộ, nên chúc sức khỏe hai bố con. Xin chúc sức khỏe các bác nhé. Xin chào và tạm biệt các bác ạ. Chúc sức khỏe các bác.